cho cánh mai nở vàng, chút gió mát cho mùa xuân nhẹ về, chút lấp lánh cho nụ cười em thơ, mừng một mùa xuân mới đến. Hi, đây là lần tiên Jin hợp tác với lại anh Sarah. Rất là hồi hộp. Bình thường là toàn xem bạn ở trên TV cơ mà thấy bạn rất là dễ thương, người Hàn Quốc nữa, rất là lạ. Nên thực sự là đang rất là hồi hộp luôn, nên không biết sao giờ đang đợi anh Sarah tới đây. Bây giờ xin đang vỡ bài trước để coi được thì chia câu hai anh em tập với nhau. Rước cửa vào nhà qua các bao la, mọi nhà đo đủ vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài và trẻ gái trai xung vầy hạnh phúc. Mình mời chúc mừng, mình mời chúc mừng sức khỏe thật nhiều, mình mời chúc mừng thật nhiều bao tiền của mình thoải mái. Chỉ có đọc thơ thôi. Xin chào. Mình là Hansara. Mình là Jin Tuấn Kiệt. À, đây là lần đầu tiên mà Jin với lại Hansara hợp tác với nhau trong một dự án. Đây là dự án của chương trình Gala Nhạc Việt, chủ đề về nhà đón Tết. Thì lần đầu tiên làm việc thì em thấy sao? Cảm thấy em không dám nhìn mặt anh, em ngại. Anh cũng hiểu cái cảm giác đó, rất là nhiều bạn làm việc với anh cũng ngại như em vậy đó. Nên anh luôn luôn chủ động để cho em hết ngại. Dạ. Em hết ngại chưa? Dạ chưa. Lần đầu tiên mà được trình diễn một cái bài hát Tết, vì trước giờ anh cũng chưa bao giờ hát nhạc Tết nhiều. Thực sự là rất là hạnh phúc luôn, vì đây là một cái chương trình mấy năm về trước á, Jin luôn luôn theo dõi cái chương trình này, là mình thích được giống như cái anh chị đó, được quay hình, được biểu diễn trên sân khấu, và bây giờ mình đã được biểu diễn trong chương trình này. Còn em thấy như thế nào? Em thì em cũng vậy, em cũng không có hát nhạc Tết nhiều. Và khi mà em nghe bản demo thì em cảm thấy bài rất là hay và dễ thuộc, dễ thương nữa đúng không? Dạ. Câu này che á, chỗ này là gió cũng đã mấy mùa thu nồng này, là anh sẽ ra hát đi vô vậy đó. Nãy em tới trước anh quên dặn em là đừng có mặc áo len. Anh mới xong hơi, chậm xong đấy. Anh mới đi sauna, chậm xong. À, cái này mỏng mà không sao đâu. Mỏng không? Chưa? Ở trong nóng lắm mà. Nóng lắm. Giảm cân càng tốt. Chút nắng ấm cho cơn mây nở vàng, chút gió mát cho mùa xuân nhẹ về. Mẹ mừng người con xa quê về, mái ấm như lúc trẻ thơ. Lúc trẻ thơ. Năm cũng đã vượt mây hồng mà. Sao cũng đã mang mùi hương nồng nàn. Hả? Nắng cũng đã ươm vàng mai hồng. Anh ơi, anh sắp thầm, sắp âm bài. Nắng cũng đã ươm vàng mai hồng. Không giống như tiên. Nắng cũng chúc nhau sức khỏe thật nhiều, mang niềm hồng lên thoải mái. Tiên làm việc với Hansara nữa là thấy rất là vui, thấy mắc cười lắm. Nãy giờ ngồi ở ngoài mình nhìn Hansara thân dung kia rất là kiểu mình cũng bị vui theo luôn á, là cũng có một chút không khí Tết rồi đó em à. Anh Hiên thì ở ngoài này rất là đẹp trai. Sợ quá à, em có thấy gì đâu mà đẹp trai. em đang không có đeo len nên là mắt em bị cận bẫy rồi, em không có thấy gì cả. Nhưng mà em nhìn như thế này thôi là em đã thấy rất là đẹp trai rồi. Cảm ơn em. Lại còn hiền nữa. Không bị dữ. Nãy giờ thu thì chắc khó khăn nhất của hai anh em mình là cái đọc rap đúng không? Dạ. Anh là khó khăn lắm á, chứ em có quen đọc rap bao giờ chưa? Em thì hay, cũng hay đọc rap nên là không có sao. Nhưng mà
Nhưng mà em đọc rap kiểu Hàn Quốc, cái giống nãy em làm sao đó, em làm lại cái yo. Và sao nữa? What's cái up? Gì, yo. Super plus gì của em á? Yeah, that's awesome. Đó, đó, đó. Đúng không? Còn này đọc rap với kiểu đọc què Việt Nam đúng không? Nên em chưa quen quá. Rất cười vào nhà. Các bạn khán giả hãy đón chờ cái tiết mục của Xin Tấn Kỳ cũng như là Hansara. Và đặc biệt là ca khúc Xuân về khắp nơi. Yeah, bye bye.